chủ về cơ nhục, sinh huyết, nhiếp huyết, và đặc biệt là chủ về văn hóa thì cốc, tức là tạo ra một cái lượng ATP rất khổng lồ để giúp cho cái quá trình sinh tinh rất quan trọng. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời, và mình là bác sĩ Quỳnh Như đến từ phòng khám Tuệ Y Đường. Thưa các bạn, ở những video ngày hôm trước, phòng khám đã giới thiệu đến các bạn những chủ đề về vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Và hôm nay, phòng khám tiếp tục chia sẻ với các bạn về vấn đề vô sinh hiếm muộn ở nam giới điều trị bằng châm cứu như thế nào. Và để chia sẻ với các bạn điều đó, hôm nay phòng khám đã mời đến thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nhật Minh, giám đốc chuyên môn của phòng khám sẽ đến để giải đáp trong chủ đề ngày hôm nay. Dạ, em chào thầy ạ. Vâng, cảm ơn chị. Trước tiên, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì xin bác sĩ chia sẻ một chút về nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn ở nam giới được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị và các bạn. Như tôi đã từng trình bày với các bạn ấy, theo cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, thì cái vô sinh thường xảy ra ở những cái cặp vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh và sau khi lấy nhau mà trong 12 tháng đầu tiên mà không sử dụng các cái biện pháp tránh thai nào cả mà vẫn không có con, thì chúng ta có thể coi như là vấn đề hiếm muộn vô sinh đã xảy ra và những người này phải đi khám ngay để kiểm tra. Vấn đề thứ hai thì vô sinh mà xảy ra ở nam giới thì có rất nhiều nguyên nhân. Thì trong đó chúng tôi thấy nổi bật là những cái nguyên nhân mà gây rối loạn nội tiết ảnh hưởng đến quá trình sinh sản tinh trùng, rồi là những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình biệt hóa sinh sản tinh trùng, rồi là nguyên nhân thứ ba là quá trình viêm nhiễm ở đường tiết niệu sinh dục. Ví dụ như là những cái nguyên nhân con như vi khuẩn như là E. coli chẳng hạn mà chúng tôi gặp rất nhiều. Thứ hai là ví dụ như là virus quay bị. Nguyên nhân thứ ba nữa rất hay gặp đó là vấn đề rối loạn cương dương và rối loạn xuất tinh. Thì tất cả các nguyên nhân đó đều ảnh hưởng đến quá trình sinh sản tinh, quá trình thụ thai, và nếu không điều trị kịp thời thì đương nhiên sẽ vô sinh sẽ xảy ra. Đấy là góc độ y học hiện đại. Thế còn góc độ y học cổ truyền của chúng tôi thì tôi có thể cũng chia sẻ với các bạn như thế này, là dưới góc độ y học cổ truyền thì chúng ta biết là có hai cái tạng rất quan trọng. Một là tạng thận, tàng tinh chủ tiên thiên, chủ về phát dục sinh dục, chủ về thủy. Tạng về cái thận này là cái tạng rất quan trọng, có thể nói là nếu như cái tạng này không tốt, suy nhược thì chắc chắn là tương lai sẽ bị vô sinh. Cái tạng thứ hai là tạng tỳ, thì người xưa thường nói đây là một cái tạng chủ về hậu thiên, chủ về vận hóa thủy cốc. Và chúng ta biết là cái quá trình sinh tinh, quá trình thụ thai kết hợp giữa nam và nữ để ra được một đứa trẻ là phải cần một cái năng lượng rất là lớn. Và năng lượng ở đây dưới góc độ đúng thì chúng tôi chính là khí, tỳ chủ về khí về hậu thiên. Nếu mà tỳ mà kém thì chắc chắn sẽ vô sinh. Vì vậy cho nên là trong đông y chúng tôi là vai trò của tạng thận và tạng tỳ là rất quan trọng. Dạ. Vậy thưa bác sĩ, điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam giới bằng phương pháp châm cứu thì mình sẽ như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn chị. Một cái câu hỏi cũng rất là tốt, cũng hiện nay cũng rất nhiều người băn khoăn. Trong y học cổ truyền cũng như y học hiện đại thì có rất nhiều cái phương pháp để điều trị vô sinh, cả nam cả nữ. Cái điều trị vô sinh thì chúng tôi có thể sử dụng phương pháp đầu tiên là uống thuốc, sử dụng đông dược và các bài phương tế như tôi đã từng chia sẻ với các bạn. Một phương pháp thứ hai đó là phương pháp xoa bóp bóng nhiệt và châm cứu, tức là tác động vào các huyệt đạo. Thì như tôi đã nói với các bạn ấy, thì chúng ta biết là cái hai cái tạng, một là tạng thận chủ với tiên thiên, chủ thủy, tàng tinh, phát dục, sinh dục đều liên quan đến tạng này hết. Và cái tạng thứ hai là tạng tỳ, chủ về cơ nhục, sinh huyết, nhiếp huyết, và đặc biệt là chủ về văn hóa thủy cốc, tức là tạo ra một cái lượng ATP rất khổng lồ để giúp cho cái quá trình sinh tinh rất quan trọng. Thế thì khi trong châm cứu sau ống huyệt thì chúng tôi sẽ tác động vào các huyệt đạo nằm trên hai cái đường kinh này. Thì có rất nhiều cách để xử lý. Thì một trong cái phương pháp mà chúng tôi hay sử dụng nhất đó là phương pháp sử dụng các huyệt nguyên và huyệt lạc của thận, của tỳ. Thì đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng cái huyệt nguyên ở tạng thận, ví dụ như là huyệt thái khê nó nằm dưới cổ chân, huyệt phi dương dưới cẳng chân, thì hai huyệt đạo này kết hợp với nhau, là thái khê là huyệt nguyên của thận kinh và phi dương là huyệt lạc của bàng quang với thận, thì chúng ta kết hợp châm bổ theo chu kỳ đồng hồ. Cái cặp thứ hai đó là cái cặp kết hợp giữa tỳ và vị để giải quyết vấn đề hậu thiên là thái bạch và phong long. Thái bạch nó nằm dưới bàn chân và phong long cũng nằm trên cẳng chân. Như vậy thì chúng ta sẽ có cặp thái khê này, phi dương này, thái bạch phong long làm cho tỳ thận nó tốt hơn. Đó. Ngoài những cái cặp huyệt đạo cơ bản ở trên thì chúng ta có rất nhiều các huyệt đạo khác rất tốt đối với quá trình sinh dục, phát dục của nam giới, cải thiện vấn đề sinh tinh, rồi là kiểm soát được vấn đề xuất tinh cho bệnh nhân. Ví dụ như các huyệt đạo nó nằm ở trên mạch đốc, mạch nhâm, ví dụ như là mệnh môn này, trung cực này, yêu dương quan này, rồi các huyệt đạo tiếp theo nữa là có thể nằm ở phía đằng trước là chúng ta, như là một cái huyệt mộ, huyệt chương môn, đã huyệt mộ của thận kinh, rồi huyệt thứ hai huyệt kim môn, là huyệt mộ của thận kinh, và một huyệt mộ của tỳ kinh là chương môn, kết hợp với thận du và tỳ du. Như vậy là chúng ta kết hợp với du mộ, kết hợp với các huyệt đạo ví dụ như là quan nguyên này, khí hải này, trung cực này, mệnh môn hỏa, cùng với các huyệt đạo nằm trên kinh thận, kinh tỳ như tôi nói vừa rồi đấy, nguyên lạc ấy, chúng ta kết hợp với nhau
và điều trị cái chứng vô sinh nam rất là tốt, rất hiệu quả. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là khi các bạn có những vấn đề liên quan đến vấn đề sinh sản thì các bạn phải được đi khám ở các cái trung tâm nam khoa, sản phụ khoa và các phòng khám đông y có kinh nghiệm, chứ không thể tự điều trị được. Một trong những địa chỉ mà các bạn có thể tư vấn để thăm khám đó là phòng khám Tuệ Y Đường, 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Xin cảm ơn bạn. Với những chia sẻ của bác sĩ Nhật Minh ngày hôm nay về vấn đề điều trị vô sinh hiếm muộn nam giới bằng phương pháp châm cứu thì các bạn đã hiểu thêm được phần nào về kiến thức này, và có rất nhiều các câu hỏi khác về phụ khoa, nam khoa, da liễu hay cơ xương khớp, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline 0789 503 555 để được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, cảm ơn chị.